Xin chào thầy cô và các bạn. Em tên là Nguyễn Ngọc Lan Vi, đến từ lớp IAK45. Nhóm em gồm có 3 bạn: Huỳnh Bảo An, Nguyễn Bích Trâm và Nguyễn Ngọc Lan Vi. Hôm nay em xin đại diện nhóm IAK45 lên thực tập tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, phân biệt giữa Gynecomastia và Tiraki. Đầu tiên, em xin trình bày phần Gynecomastia. Gynecomastia là sự phát triển quá mức mô vú ở nam giới bởi sự mất cân bằng estrogen và progesterone. Gynecomastia có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, tuy nhiên dễ mắc phải ở trẻ sơ sinh, thanh thiếu niên và nam giới lớn tuổi trên 50 tuổi. Các nguyên nhân gây ra Gynecomastia được chia thành hai nhóm: nhóm nguyên nhân sinh lý và nhóm nguyên nhân không sinh lý. Sinh lý có thể xảy ra tự nhiên ở 3 giai đoạn trong đời: ở trẻ sơ sinh, tiếp xúc với estrogen của mẹ khi mang thai; tuổi vị thành niên, mất cân bằng nội tiết tố ở tuổi dậy thì, thường tự khỏi; người lớn tuổi, suy giảm testosterone và tăng mô mỡ. Về nguyên nhân không sinh lý, gây ra bởi các tình trạng bệnh lý hoặc tiếp xúc với các chất như thuốc. Một số thuốc phá vỡ sự cân bằng hormone hoặc có tác dụng tương tự như estrogen. Hội chứng nuôi ăn lại, tăng cân nhanh sau suy dinh dưỡng, bệnh mãn tính, các vấn đề về thận hoặc gan, khối u tinh hoàn hoặc có khối u khác, liệu pháp ức chế androgen trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Sau đây là một số cơ chế sinh lý bệnh của Gynecomastia: thừa androgen do u, béo phì hoặc các rối loạn về di truyền; thiếu hụt androgen do suy dinh dục nguyên phát hoặc thứ phát; tăng SHBG, đây là globulin liên kết với hormone sinh dục. Khi tăng globulin này sẽ tăng gắn kết vào testosterone và làm giảm hoạt tính của nó. Kháng androgen, mất chức năng androgen receptor sẽ ngăn cản tác dụng của testosterone. Thuốc, một số thuốc làm tăng nồng độ estrogen, tăng prolactin làm ức chế sản xuất testosterone. Các bệnh mãn tính như xơ gan, cường giáp có thể làm mất cân bằng estrogen và testosterone do tăng sản xuất estrogen và SHBG. Một số dấu hiệu và triệu chứng của Gynecomastia có thể gặp như sự phát triển của vú, đau ở vú, tăng nhạy cảm đầu vú và tiết sữa ở vú. Một số cận lâm sàng chẩn đoán Gynecomastia bao gồm các xét nghiệm như định lượng nồng độ các hormone, kỹ thuật hình ảnh như nhũ ảnh siêu âm vú và sinh thiết vú. Để kết quả, trong hầu hết các trường hợp, Gynecomastia là lành tính và tự khỏi. Tuy nhiên, nó có thể gây ra những tổn thương tâm lý và đòi hỏi đánh giá y tế để tìm nguyên nhân. Các lựa chọn điều trị bao gồm sử dụng thuốc và điều trị ngoại khoa, tùy thuộc vào mức độ nặng của bệnh. Tiếp theo, em xin trình bày về Tiraki. Đây là sự bắt đầu phát triển vú thứ cấp, đánh giá sự bắt đầu dậy thì ở nữ giới. Độ tuổi thường gặp ở Tiraki thường từ 8 đến 13 tuổi ở nữ giới, độ tuổi này có thể thay đổi. Giới tính thường gặp là nữ giới, tuy nhiên trẻ sơ sinh nam có thể bị vú to do nội tiết tố của mẹ và tình trạng này thường hết trong vòng vài tháng. Nguyên nhân ở nữ giới thường là do sự thay đổi hormone, đặc biệt là tăng estrogen và progesterone từ buồn trứng nữ. Cơ chế sinh lý bệnh do sự kích hoạt phát triển của tuyến vú bởi estrogen. Một số dấu hiệu và triệu chứng của Tiraki: vú chấm nở, có những vết sưng nhỏ dưới nấm vú, sự phát triển của nấm vú và quầng vú, nấm vú và khu vực xung quanh to ra và sẫm màu, có tình trạng bất đối xứng, sự phát triển không đồng đều và kích thước hoặc hình dạng, phổ biến và có thể kéo dài. Về kết quả của Tiraki, tiến triển bình thường của vú, phát triển dần dần trong 2 đến 4 năm để đạt kích thước trưởng thành ở nữ. Có kinh đầu xuất hiện khoảng 2 năm sau Tiraki. Dậy thì muộn, không có sự phát triển ngực ở nữ ở tuổi 13 hoặc không có kinh nguyệt trong vòng 3 năm kể từ Tiraki. Tiraki thoáng qua, sự phát triển vú tạm thời sau đó là thoái triển, sau đó sẽ phát triển bình thường trở lại. Cuối cùng, em sẽ trình bày sự khác biệt giữa Gynecomastia và Tiraki. Về giới, Gynecomastia gặp ở nam, Tiraki gặp ở cả nam và nữ. Tuổi khởi phát, Gynecomastia ở các độ tuổi khác nhau như trẻ sơ sinh, thanh thiếu niên và tuổi trưởng thành. Tiraki thường gặp độ tuổi 8 đến 13 tuổi. Về nguyên nhân, ở Gynecomastia chủ yếu do sự mất cân bằng về hormone gây ra bởi sản xuất quá mức estrogen, thiếu hụt androgen, tăng SHBG, tăng đề kháng androgen. Trong khi đó, ở Tiraki do tăng nồng độ estrogen và progesterone. Về cơ chế bệnh sinh, ở Gynecomastia có sự mất cân bằng giữa estrogen và testosterone, trong khi ở Tiraki có sự kích hoạt phát triển tuyến vú bởi estrogen. Về kết quả, ở Gynecomastia thường lành tính tự khỏi, có thể cần điều trị nguyên nhân cơ bản, sự hỗ trợ tâm lý có thể hữu ích, trong khi ở Tiraki đây là một quá trình phát triển tự nhiên và ở nữ có thể dẫn đến sự trưởng thành của vú. Phần trình bày của nhóm em đến đây xin hết. Xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.